con này mà cắt bằng tay là không thể nào cắt được. Cho nên là bây giờ sẽ thịnh phạm cho mọi người cắt bằng máy nhá. Xem lắp cá mú thông. Cái con này là lúc trước nó còn đang sống nha mọi người. Đang sống và mang về đây là nó bị ngộp, cho nên là em cấp đông và nay em bỏ máy ra em cắt. Hello cậu. Nào. Con cá mú thông này là 13 kg nha mọi người. Thịt cá rất là trắng, giá trị dinh dưỡng rất là lớn. Cá này mà hấp này, nấu canh chua này, nấu cháo này. Hello bác Thúy, em vừa cắt con cá mú thông 13 kg xong.
có khách VIP chuyên ăn cá to như thế này, nhưng mà người ta không có dụng cụ để làm, cho nên là nhà có máy cắt đông lạnh sẵn như thế này, và cắt xong khi đó hút chân không và giao đi cho khách. Mọi người nhìn lát cá này, gan và bao tử của nó rất là tươi luôn. Để cho mọi người nhìn này. Rồi,